Eisenhower đã tự tạo nên tất cả những cung đường nóng, đi theo đàn với số lượng đông, khi bị gõ thêm hai đường sống. Bản chất con người Việt Nam mất càng cấm nhưng ta càng ngông, đam mê tốc độ là sức sống, tinh thần mang cơ ngày càng đông. Xuất thân đến từ đường phố nên tụi tao lấy chuyện thô lỗ, tay này cầm và chân đá số, anh em tao bất chấp bô bô. Từ em nhỏ ra tới đại lộ, đó cũng vui sống thì vô, từ quần chữ tới quần số, niềm đam mê chung là tốc độ. Đến với Eisenhower ta sẽ chỉ cho tụi mày thấy, dây chết những đầu đàn bảo không chỉ chạy mà nó còn bay. Luvias và Mio huyền thoại sẽ vẫn còn đây, anh em cao hồi đi tự do, Leopard tao chắc thẳng cây. Mày lớn như đồ đàn bảo, còn tiền châu cứ để tao lo, mấy nước em sẽ nước gió hơn thu nhau ở chữ tự do. Tao bảo với cả ngày chiếc đi bộ tăng muốn còn nhức nhối, đam mê từ đêm cho đến sáng, hai ngày xe đứng đẹp bên lối. Đam mê tốc độ là sân chơi, không phân biệt tuổi tác giới tính. Racing boy and racing girl, cứ ra xe nếu có bản lĩnh. Vì là đời quái xế nên luôn có thừa yên sao. Bởi yêu xe này hơn yêu vợ nên chưa có ai thèm yêu đâu. Gái đẹp cùng cuộc chân dài, không còn ngồi xa như quái xế. Việt Nam racing boy đã có ba cơ nữ đam mê. Miner những đồ đàn bảo, đâu còn xa lại với anh em. Bình Thạnh chảo lửa đất Sài Gòn, ta gọi ra giật cho mày xem. Xe đấu đồ Luvias, đấu tất cả miso rồi sau. FCR thêm kinh trợ lực, dạng áo dưới thích bao mày láo. Chân lớn hơn trên tự do, bình nắp trao là bao vô bài. Một mai màu đam danh chức sẽ mang mãi vốn là huyền thoại. Là đường phố có dốc con rồng, từ nhân trạch tới dinh cô. Vĩnh Long nguyên chạy sông nước và quốc lộ nằm muốn tốc độ. Huyền thoại mới là huyền thoại, chứ S-Line nó cũng bà rượu. Anh em tao này còn cái top, và bực kè Sài Gòn đêm khuya.